Luật sư tiết lộ dì ghẻ Quỳnh Trang ăn chay sám hối cho rằng mức án quá nghiêm khắc. Bào chữa cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang, luật sư cho rằng bản án loại bỏ khỏi xã hội là quá nghiêm khắc bởi bị cáo suốt quá trình tạm giam đã ăn chay, thành tâm hối cải về việc làm của mình. Chiều 25 tháng 11, phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi đã chính thức diễn ra. Từ sớm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã căng mái che, sắp xếp ghế, chuẩn bị màn hình LED để người dân theo dõi trực tiếp. Giữa hàng trăm người đến dự, khoảnh khắc bà ngoại, người thân bé VA lặng lẽ ngồi hàng ghế đầu, đem theo di ảnh bông cúc trắng, khiến dư luận không khỏi xót xa. Đặc biệt, trong lúc Viện Kiểm sát Nhân dân đọc cáo trạng, thuộc lại quá trình Nguyễn Võ Quỳnh Trang ra tay với bé VA càng làm không khí thêm ảm đạm. Không ai có thể ngờ rằng bé gái 8 tuổi đã hứng chịu những trận đòn roi kinh khủng đến như vậy. Được biết, do tình hình sức khỏe không cho phép nên mẹ ruột nạn nhân xin phép vắng mặt. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án cao nhất, đó là loại bỏ khỏi xã hội, không còn nhân tính. Đối với bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù, trong đó 3 năm tù về tội ra tay với người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Sau khi nghe xong bản án, người dân phía trước đã vỗ tay hoan hô, đồng tình vì xử đúng người đúng tội. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Kim Trung Thái, dư luận bày tỏ bản án 8 năm vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối tượng. Trước đó, hội đồng xét xử đã cho các luật sư bào chữa cho các thân chủ và các bị cáo tự bào chữa. Tự bào chữa cho bản thân, dì ghẻ Quỳnh Trang bày tỏ ăn năn, chấp nhận bản án từ hội đồng xét xử. Dù vậy, cô vẫn cầu xin cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Đặc biệt, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng tiết lộ, từ ngày bị tạm giam luôn sống trong dằn vặt, ăn chay sám hối về những lỗi lầm đã gây ra. Dù thừa nhận những hành vi đã gây ra, nhưng cô gái sinh năm 1995 phủ nhận việc ghen tuông với mẹ bé VA. Ngược lại, cả ba còn có những phút giây hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ngoài những hành vi sai trái với bé VA, bị cáo và gia đình, cha con Thái cũng có những khoảnh khắc yêu thương hạnh phúc. Trong 11 tháng bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn hối cải, luôn dày dứt về hành vi tàn nhẫn của mình. Xin hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sống để ăn năn sám hối. Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói lời cuối. Bào chữa cho Trang, luật sư nói đã nhận thấy rõ sự ăn năn của bị cáo. Suốt thời gian bị tạm giam, Trang ăn chay sám hối về việc làm của mình. Bị cáo không biện minh, không lý giải được nguyên nhân hành hạ cháu Văn An, mà chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo, không lường trước hậu quả xảy ra. Vì vậy, luật sư cho rằng mức án Viện Kiểm sát đề nghị đối với Trang là quá nghiêm khắc. Bị cáo Trang thành khẩn khai báo ăn năn hối cải suốt quá trình điều tra cho đến phiên tòa sơ thẩm hôm nay. Bản thân bị cáo rất dày dứt trong những ngày qua, mong hội đồng xét xử xem xét. Nữ luật sư bào chữa đưa ra tình tiết giảm nhẹ tại phiên tòa. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2020, sau khi ly hôn với chị H, vợ cũ, Thái cùng con gái VA và Quỳnh Trang sống như vợ chồng tại căn hộ Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Dù vậy, mối quan hệ này không được bố mẹ bạn trai chấp nhận, không đồng ý kết hôn, bản thân Thái cũng không muốn có thêm con nên Trang ghen tức thù hận. Từ tháng 10 năm 2021, khi được Thái giao chăm sóc con riêng, thì Trang đã tác động vật lý đe dọa tinh thần bằng những phương pháp mang rợ khác nhau. Riêng ngày 21 tháng 12 năm 2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, dì ghẻ liên tục ra tay khiến bé VA ra đi mãi mãi. Riêng bố ruột Trung Thái, người này thừa nhận biết rõ hành vi của bạn gái nhưng lại không can ngăn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, hành động xóa camera tại nhà riêng được xem là hành vi chối bỏ tội trạng, bao che cho người tình. Trước đó, mạng xã hội cũng từng lan truyền bức tâm thư cầu xin giảm nhẹ tội, được cho là của mẹ ruột bị cáo Quỳnh Trang. Mẹ đối tượng kể ra những phẩm chất tốt đẹp của con gái và thành tích gia đình. Bên cạnh đó, di chứng hậu Covid-19 cũng được mẹ ruột Trang nhắc đến trong đơn. Từ trước đến nay, cháu Trang rất lễ phép, là người tốt, được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, sống trong một gia đình dòng họ gia giáo có học thức. Ông bà ngoại cháu Trang là cán bộ lão thành cách mạng, được đảng và nhà nước trao tặng nhiều huy chương cao quý trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân tôi là giáo viên, bố cháu Trang hiện là cán bộ trong ngành tòa án gần 30 năm, gia đình cán bộ, đảng viên mẫu mực tại địa phương. Cháu Trang phạm tội trong hoàn cảnh đại dịch, cháu bị F0 trong thời gian dài. Lúc phạm tội, cháu mới vừa khỏi bệnh. Tôi tin rằng cháu bị di chứng rối loạn thần kinh tâm thần hậu Covid, dẫn đến rối loạn lo âu hoang tưởng, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhất định, không làm chủ được hành vi, nên cháu mới có hành động dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Lúc 17 giờ 7 phút là bị cáo bắt Văn An quỳ gối, giơ hai tay lên cao, dùng roi đánh trẻ Văn An, có đúng vậy không? Dạ thưa đúng. Bị cáo và Thái dùng roi, dùng cây kim loại đánh trẻ Văn An trong tình trạng trẻ Văn An không mặc quần áo, có đúng vậy không? Dạ thưa đúng. Thái có chứng kiến và cùng bị cáo chửi mắng trẻ Văn An, có đúng vậy không? Dạ lúc đó bị cáo không nhớ. Trang dùng roi, gọi roi đánh chó, đánh trẻ Văn An, có đúng không? Dạ thưa đúng. Trang nắm tóc trẻ Văn An, bắt trẻ Văn An chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, rồi tiếp tục đánh đập chửi mắng trẻ Văn An, có đúng vậy không? Dạ thưa đúng.
Và vào lúc này là Thái có đứng chứng kiến, đó không? Dạ thưa, bị cáo không nhớ rõ ạ. Trang dùng chân đạp liên tiếp vào bụng, dùng khăn mặt đút vào mặt, dùng chai đánh vào người Trẻ Văn An, bắt Trẻ Văn An quỳ gối, giơ hai tay lên cao. Có đúng vậy không? Dạ thưa đúng. Lúc đó Thái có mặt ở đó không? Dạ bị cáo không nhớ rõ ạ. Trang tiếp tục bắt Văn An cởi quần áo rồi dùng cây kim loại đánh Trẻ Văn An. Có đúng vậy không? Dạ thưa đúng ạ. Trong cái khoảng thời gian mà bị cáo đi ra ngoài rồi về nhà tiếp tục dùng cây kim loại đánh, Thái có chứng kiến cái lúc đó không? Dạ bị cáo không nhớ rõ ạ. Lúc này thì Thái có cầm cái cây thanh kim loại đầu có nhựa đứng ở bên cạnh chứng kiến có không? Dạ bị cáo không nhớ. Xử phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang hình phạt tử hình. Căn cứ điểm A khoảng 2 điều 140, các điểm D, K, M khoảng 1 điều 152, điểm S khoảng 1 khoảng 2 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang phạm tội hành hạ người khác. Xử phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang 3 năm tù. Căn cứ điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang chấp hình phạt chung tử hình. Hai, căn cứ điểm A khoảng 2 điều 140, các điểm R, K, M khoảng 1 điều 52, điểm S khoảng 1 khoảng 2 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội hành hạ người khác. Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù. Căn cứ điểm B khoảng 1 điều 389, điểm X khoảng 1 khoảng 2 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội che giấu tội phạm. Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 5 năm tù. Căn cứ điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái chấp hình hành phạt chung là 8 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Về việc xử lý vật chứng, căn cứ điều